nghìn là 50 ngàn là đủ cho anh với lại mày đấy. Mình mua thêm 25 ngàn thôi. Vậy là mua thêm một cái phần 25 ngàn nữa đi chị. Ôi thơm quá. Ủa đây là nướng phô mai nướng mỡ hành anh? Nướng phô mai nướng mỡ hành. Dạ. Ok. Bữa nay là bán ở đây được mấy bữa rồi chú? Bán ở đây mới 2 bữa. 2 bữa hả? Hôm qua thấy qua Chủ nhật đông không? Hôm qua ít bán ế qua chạy đi vòng vòng nữa. Hôm qua bên chợ Hồ Thị Kỷ đông lắm luôn á, không nghẹt luôn á. Dạ. Nhưng mà cái đó thì phải có chỗ bán. Qua bển nó bán đuổi rồi ấy luôn á. Thì nếu mà nhà của người ta thì ok. Đông lắm, hôm qua là đông nghẹt luôn. Bản đa số là sinh viên nhiều anh. Chủ yếu bán đồ nướng mà. Và đây là đường Tôn Đản. Wow. Khá đông ha. Đúng rồi, phải vô hẻm. Bữa nay Tôn Đản buôn bán đồ lại quá trời. Bánh canh bột gạo của đồng. Bún thịt nướng, nghêu sọt hến câu đường Tôn Đản này buổi tối đầy đồ ăn hết. Xôi, bánh mì. Quay cho các bạn đã từng ở quận 4 xem lại ha. Bên góc tay trái là cháo lòng nè. Và đây là Đoàn Văn Bơ. Khúc này thì buổi sáng chợ rất là vui. Tối cũng mua bán đồ ăn quá trời nè. Bún mắm nè, quán chay nè. Thẳng luôn rồi Quỳ. Bên kia xôi gà 383. Mình đang đi tới chợ 200 nha. Con đường Đoàn Văn Bơ này nhỏ lắm. Quay chợ là mình quay hết con đường này tới khoảng độ này luôn nè. Bữa tối chứ còn bán các bạn ha.
Đây vẫn là đường Đoạn Văn Bơ đó. Mì Hoành Thánh bên góc trái. Cũng như cái tiệm này cũng đông dữ ha. Đây khu vực chợ 200 các bạn. Hôm nay không có vẻ đông lắm ha. Đây cái chỗ cơm gà thường ăn nè. Cơm gà xôi mỡ. Chỗ đó có món cải chua ngon, phá lấu bò bên đây cũng được, cũng có mở cửa ha. Rồi đằng kia là hình như là súp cua. Bữa nay chợ 200 có bán nhưng mà không có đông. Đi tuốt đằng kia chính là nhà thờ Sớm Chiếu ha. Rồi chạy thẳng qua bển luôn Nguyên. Tình hình là khách hơi ít. Đây cam tắc bún riêu, đây là bún riêu dạng Đà Lạt, bún chả cá Ninh Hòa Nha Trang. Rồi chạy tới cuối luôn Quy. Bên góc tay trái thường nó bán phá lấu bò khá ngon, bữa nay không còn nữa. Không có học sinh nó coi như dẹp. Ê nó có bán kìa, nó có bán ăn không? Phá lấu kìa. Ừ phá lấu bò đó. Rồi chơi luôn. Đây giáo xứ Sớm Chiếu, nhà thờ Sớm Chiếu. Rồi chào các bạn. Hiện tại là khoảng 7 giờ 40 phút tối ngày 19 tháng 10 năm 2021. Và mình đang có mặt ở giáo xứ Sớm Chiếu, nhà thờ Sớm Chiếu quận 4. Thì tối hôm nay mình đến đây để đi chợ 200 ha. Ngay sau lưng mình đây, mình đã thấy cái chị bán phá lấu bò vẫn còn bán đó các bạn. Bây giờ chúng ta đi ăn phá lấu bò nha. Đây. Hôm nay thì chợ không có đông lắm. Tuy nhiên cũng có nhiều người mở bán. Đây góc phá lấu bò đằng kia. Ở đây bán gì không rõ. Là hai bên có bán ha. Ăn bún. Chủ yếu mình đi phá lấu bò. Cái món phá lấu bò này thèm lâu lắm rồi. Là cái món này ở nhà không biết làm. Má mình biết làm nhưng mà bé Quỳnh không biết làm. Mà làm hơi cực cái món này à. Ôi phá lấu bò gặp lại rồi. Bữa nay bán nhiêu chén vậy? Bánh mì nó 25 ngàn. Ừ. Vậy hả? Cũng 25 ngàn hả? À, cho em 50 nghìn đi. Cái này mang về chứ đâu có ăn tại chỗ đúng không? Đúng rồi. Dạ. Thôi quá giờ thôi. Hai bánh mì. Hai bánh mì luôn. Hai bánh mì nó 50 ngàn nha. Quỳnh ăn nữa. Dạ. 50 nghìn là 50 ngàn là đủ cho anh với lại mày vậy. Mua thêm 25 ngàn hả? Vậy là mua thêm một cái phần 25 ngàn nữa đi chị. Ôi thơm quá. Ôi bay ngào ngạt luôn. Bữa nay mày mở bán lúc mấy giờ vậy chị? 4 giờ. 4 giờ hả? Mấy bữa nay bán được không chị? Lại rai hả? Không bán được giống bình thường đâu, giờ dịch mà. Có mang, phải... mang về, ví dụ ăn đây còn bán được nhiều hơn. Dạ. Này phải có học sinh nhiều mới ăn nhiều. Học sinh sinh viên. Cho em cái nước nước me với ớt nhiều nha. Ớt cay á. Cái phần 25 ngàn để riêng hả chị? Có để riêng. Phải nước tắc chứ ha, cái này nước tắc chứ lộn. Nước tắc. Ớt. Một thời tuổi thơ góc đường Võ Văn Tần, Lê Quý Đôn. Rồi chợ Phạm Thế Hiển cũng có bán nữa. Rồi, ăn em lấy bên này đi. Rồi, mình đi tiếp. Bánh mì không? Lấy
quá. Đằng kia nước mía chỉ có 5.000 đồng ly à. Ánh sáng hơi chói lóa. Đây chúng ta đi. Đi từ đây tới cuối đằng kia ha. Celano kem. Bên góc tay phải là bán nghêu sọt hến. Được bán lại rồi là mừng rồi. Có bán hộp gì lộn không chị? Không có hả? Dạ, vậy cho em quay phim xíu nha. Rồi, trở lại rồi. Chợ 200. Bông tai luôn. Rồi, chúc chị mua bay bán đắt nha. Dạ. Bữa nay em thấy không đông ha, bình thường đông quá trời. Bữa nay chưa thấy trở lại. Dạ. Bên góc tay phải bún chả cá Ninh Hòa Nha Trang. Bún chả cá thì ăn thành phố Nha Trang ngon. Đây bún cá Nha Trang bán mang về sáng chiều. Anh ghi hình chút xíu anh ha. Bán mang về sáng chiều. Hết luôn rồi. Bữa nay hết hả anh hả? Dạ. Một tô bún cá bên này mày bán nhiêu anh? Dạ khoảng 35.000 ha. Rồi chào anh. Đằng kia bánh canh cua giò heo. Đây mực nướng nè. Hủ heo mực nướng 50.000, 70.000, 100.000. Bao tử cá nữa. Rồi tiếp tục đi các bạn. Bánh flan với lại bánh tráng trộn. Ở đằng kia bên góc tay trái là bán bún măng, miếng măng vịt. Ở đây có bún riêu nè. Bún riêu Đà Lạt. Chị bên đây bún riêu nhiêu tô chị? Dạ 30 à. Cho em tô đi. Dạ rồi. Rồi, mua tô bún riêu. Lát cho em cái rau kinh giới cho em nhiều xíu dạ, nha. Dạ, dạ. Cho em quay cái video vô đây được không chị? Vô cái nồi ha. Sao đâu anh? Dạ. Giờ là anh quay nó muốn hết. Dạ. Rồi, lâu lắm thấy. Lâu lắm rồi lại. Bữa nay mình mở bán lúc mấy giờ chị? Dạ 2 giờ bán anh. 2 giờ bán ha. Dạ. Bữa nay bán thấy thế nào chị? Tình hình đó, chậm hả? Dạ. Khu này nhờ học sinh sinh viên mà giờ không học sinh sinh viên thì thua, đúng không? Sẽ chậm lại. Mày lý trại lên đi để tao bán đắt cho mày coi. Hy vọng luôn dạ. Kêu quạnh quá. Kêu quạnh. Kinh giới nhiều. Dạ cho em nhiều kinh giới xíu. Dạ tao bị ráo à. Ráo à. Dạ. Cái khu mấy khu ngoài kia thì nói chung cũng là cốc cụm. Cốc hỏi mấy ghim mà dạng như cái đồ nướng á, khu bên Hồ Thị Kỷ thì nó đông. Dạ. Ở bên này đông chứ, hôm qua Hồ Thị Kỷ đông lắm luôn á. Không, ở đây thì vắng lắm. Dạ. Hôm qua Hồ Thị Kỷ là đi mà đụng chân nhau luôn á. Cho em bịt mắm. Rồi. Rồi, một bịch bún riêu 30.000 đồng. Dạ. Rồi, từ bún riêu chúng ta đi tiếp. Bên đây bán nước sâm. Đậu xanh. Miếng măng vịt. Tiếp tục. Nước mía ngon quá trời không. Rồi thôi đi tiếp. Bánh mì. Cái chỗ đằng kia là bán bánh bạch tuộc ha. Takoyaki. Mình từng ăn rồi. Cũng được thôi, ăn cho vui miệng. Đây. Góc ngã tư nè các bạn xem nè. Đó. Bình thường là khu vực chợ 200 mà ngay nhà thờ sớm chiếu thì đông cực kỳ luôn á.
bánh tráng trộn, không phải bánh tráng nướng. Bữa nay bánh tráng nướng bán sao vậy chú? 15 ngàn hả? Làm cho cái đi chú. Cây hết ha. Dạ cây, một cái cây. Đây trứng cút. Tráng nướng chợ 200 nhà thờ Sơn Chiếu. Chúng ta đã mua hai món cho Quỳnh rồi đó, một cái bánh tráng trộn, một cái phá lấu bò. Tối hôm nay là Quỳnh khỏi nấu cơm luôn. Rồi chúng ta đi tiếp nha. Về phá lấu bò hiện tại nếu mình thích là ngay khu vực chợ Phạm Thế Hiển. Rồi nhạc luôn, mình ghép nha. Qua tới đây hết nhạc, qua tới đây cũng thấy đông hơn nữa. Ở cái chợ 200 này thì chợ đêm đó, mang theo khoảng độ 100 ngàn sẽ ăn được 3-4 món. Cô này bán súp. Một vịt lộn bên phía tay phải luôn. Thằng kia cũng phá lấu nữa. Một vịt lộn. Bác ơi, súp bán sao bác? Đây, có menu đây. Dạ. Rồi, để ngồi menu. Súp bắc thảo 20 ngàn. Đó không. Cho con ly súp bắc thảo luôn đi. Dạ. 20 ngàn bác ha. Đúng rồi. Dạ. Nhiêu tiền vậy bác? 48 ngàn. À 48 ngàn phần lớn. Của phần của mình 20 ngàn quy. Rồi mình đi tiếp. Rồi chào cô. Dạ. Chào cô. Ở đây là phá lấu phá lấu bánh mì không quách. Đi
phía tay trái là quán chính Bình Dương, cơm gà sẽ mở. Chỗ này thì mình từng quay rồi, cơm gà khá ngon ha, không có quay lại nữa. Đây, bên góc phải là bán bò bía. Bò bía. Bữa nay đầu tuần nữa, lượng khách không có đông. Rồi. Đây quán ốc sen 35.000 đồng phần. Cho em quay video xíu nha anh. Dạ, quảng cáo về chợ 200. Dạ. Chợ 200 chứ quay rồi. Đừng dạ. Anh đăng về chết luôn á. Dạ, em đưa lên YouTube thôi à. Dạ đúng rồi. Mình mở bán mấy ngày vậy anh? Một tay đó mà. Một tay. Khu vực chợ Hội Kiển cũng bán đông lắm rồi. Đông rồi, chợ dạ. Ngồi ở đây đâu cho ngồi đâu. Bên kia đầy luôn á. Ở đây nó dạ. Không cho ngồi. Còn ốc tỏi nữa kìa. Wow, còn nào lấy đảo quá. Thôi bên kia thì chủ yếu cũng mang về thôi anh ơi. Dạ. Chỉ có khu công viên mà nóc hầm Thủ Thiêm á, thấy khá nhiều người ngồi. Dạ. Yeah. Nướng sơ rồi mới bỏ hầu lên này hả? Đúng rồi, đúng rồi. À. Chợ 200. Bây giờ dân khổ quá là... phải bán thôi. Căng quá rồi. Khẩu đây là nướng phô mai, nướng mỡ hành anh. Nướng phô mai, nướng mỡ hành. Dạ. Cho em hai cái hộp bịch đi, hộp bịch lộn á. Rồi mang về luôn. Hai cái gì lộn em về. Dạ, hai cái hộp bịch lộn em về. Đây. Quán ốc sen 35.000 đồng phần, chân gà bạch tuộc tôm. Đấy, nướng lẩu Thái. Cho hai cái gì lộn em. Dạ, về. Hai cái hộp bịch lộn mang về nha. Dạ. Chắc là em quay đây cũng khá nhiều rồi đó. Cũng mấy lần nữa. Dạ. Ốc cana đủ luôn, ốc mỡ. Bạn hai trứng hộp vịt lộn 16.000 đồng nha, khu vực chợ 200, giá mềm. Rồi, bạn nào ăn ghé qua nè, 200/44 Sớm Chiếu. Phường 14, quận 4. Rồi, mình đi tiếp. Rồi, cảm ơn anh trai. Dạ. Dạ rồi. Trà sữa nước ép. Chắc các bạn hiểu đúng không? Bây giờ là 50-50 á. Khổ quá phải nhảy ra buôn bán. Có chỗ thì có người ngồi ăn tại chỗ. Nhưng mà nó vẫn chưa phải gọi là hợp pháp. Đại đa số là bán mang về thôi. Rồi thằng kia bán cái gì không biết. Hình như là bún thịt nướng cái gì đó. Không phải. Chào cô. À bánh tráng trộn. Dạ rồi. Rồi bạn nào ăn chắc bánh tráng trộn ghé qua đây gặp cô. Bánh tráng trộn 25-30.000 đồng. Rồi chào cô nha, cảm ơn cô. Dạ. Đây các bạn, đây là phần cuối rồi. Hồi nãy mình ra từ Đoàn Văn Bơ nè. Đây là một khúc của con hẻm Đoàn Văn Bơ nha. Đây, đây là hẻm 200. Rồi, đây là hẻm Đoàn Văn Bơ nãy mình vô nè. Đó. Cái quận 4 này đi không quen là cũng lạc á. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại các bạn trong các video kế tiếp. Mấy con hẻm này thì quẹo qua quẹo lại. Không là... vui gì quận 8 mình. Phải là để đi vô đồng nên thôi lại. Trái, 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 trái.
mai mốt các bạn theo chân Quy đi ăn những cái món Quy thích ha. Quẹo hồi nãy gọi là uống choáng giá mặt ngày, quẹo qua quẹo lại, quẹo qua quẹo lại. Và hiện tại mình đang có mặt trên đường Pasteur. Bây giờ mình sẽ chuyển hướng về đường Võ Thị Sáu. Lý do là ngày hôm kia, ngày hôm qua thì mình đi tìm cái anh trai mà mưu sinh bằng nghề lượm ve chai đó. Anh có ba người con và vợ chết vì Covid 2 tháng trước. Và đi tìm ảnh 2 ngày thì chưa thấy. Bữa nay đi lại luôn. Hy vọng là gặp. Đây là Võ Thị Sáu rồi. Cái địa chỉ của ảnh là 171, bây giờ mới đứng đó. Thực ra là mình đã đi tìm rất nhiều đường từ Võ Thị Sáu qua 3 tháng 2, cách mạng tháng 8, chợ Hưng Đạo. Trong 2 ngày đi tìm lại không thấy. Qua mình cũng đi tìm hết luôn các con đường này nè. Rồi thôi về Quý ơi, về ăn cơm luôn.